đâu đâu không bình thường em mày em phò bỏ sư ra mà nó con ok cái góc máy của mày nhìn đi Hiệp, là mày xuất phát từ góc mấy giờ? Tân đầu tiên đi chợ mày đứng ở vị trí góc mấy giờ? 6 giờ. Từ lúc nào cũng là 6 giờ mà. À. Là 6 giờ nhưng mà xoay giống người khác thôi. Cảm ơn các bạn đã khen nha, cảm ơn các bạn. Hôm nay tôi hơi mệt, tôi không nói được nhiều. Anh em thông cảm. Quý sở tộc. Đã chưa? Rồi em ơi. Rõ ràng và rõ ràng rồi. Kẹt cái nút. Cái gì cứ tít 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 tít. À. Sắp thử công thế là như thế nào. Ghê đấy nhỉ. Ồ. Cái trò này hơi khó chịu cái là nó không hiện ra chỉ số của mấy con. Cứ phải ngồi vào tìm hiểu là sao ta nhập cái hành đang hoàn thiện mà anh đừng có nói vậy chứ thì anh nhìn mỗi lượng máu à anh chẳng nhìn thấy cái anh ơi anh ở đây đang nhiều người của chương trình lắm anh ơi đừng chê game Hiệp là UID là gì nhỉ 359077 359077 à anh bé đời nhớ luôn nhá. Nhưng mà cái này hay một cái là bọn Riot Game đang hứa là hết một cái mùa giải là nó sẽ thay một loạt từ mới vào, nó thay 50 mấy con mới vào, hiểu không? Coi như là game lại như lại từ đầu luôn, mới toanh luôn. Thế là ông nào mà gì? Anh Hiệp đánh giá sao về cái việc đó nè? Anh thấy mẹ đau lắm. Đéo hiểu tên Hiệp phải tìm hiểu lại, đéo hiểu tên Hiệp phải tìm hiểu lại. Lại. Hay mà, tao thấy cái này hay mà. Ôi đạch. Gì đây? Gì đây? Để em được rồi. Muốn thêm chút anh cũng ngậm ngùi. Xóa em vào trong nước mắt. Doạc đồ. Tin dư Lào đây. Anh sống thế nào đây? Có con này cũng ngon này. Cảm ơn bằng Nguyên Anh nha, cảm ơn bằng Nguyên Anh. Chưa gì ven nó cầm xô rồi. Cái gì đấy? Ăn ám ảnh chứ có con băng tộc đi. Đéo có cái gì lắp thì lắp tạm đi. Xì. Mày thế. Ấy, thua chăng? Ôi thua thật. Ấy, ấy, ấy. Ấy. Ấy, bị xiên sau lưng á, đâm sau lưng đau chứ em. Ơi cày đấy, ơi cày đi. Anh ý có 3 con phép, anh ý đánh em mà. Gì đó. Mày có biết tao là trùm đâm sau lưng không hả Hiệp? Xuyệt nhá. Bây giờ là tự nhiên lại đủ bộ phí sửa tập cắt móc sửa chân rồi. Đây à. Cho tiền bộ TV luôn, giàu thật. Keeper gọi rồi. Quý sở tộc. Ôi ôi. Hỏi các anh em lớn nếu mà đang chơi điện tử mà gọi thì sao anh? Thì cứ dạ một câu ngồi mà chơi tiếp chứ còn gì nữa. Cảm giác này. Gì mẹ tiếp kịp rồi. Em né được đam. Lại thao rồi. Lại đi chợ sớm rồi. Anh em mạnh lại chơi. Chơi. Bị cắt. Tao trong TV mà lúc đéo nào cũng ở top cuối nhỉ? Lúc đầu nhỉ? Chiến thuật à?
kiểu phải thế. Kể kể nó phải thiếu phải không? Vì mình anh sẽ ra đi để mình được vui. Cậu thấy một tên lại vãi đài không? Mua cả 5 con nào cũng ghép được vào luôn. Vãi đài con gà trống à? Những cái tên đấy là những tên rất nguy hiểm nha mình nha. Những tên đấy sẽ khiến mày hẹo hẹo tiền nha. Và mày sẽ thua luôn. Không lâu á. Lên vào 2 thì thua. Uầy, uầy, uầy. Có cái gì đâu. Bình tĩnh đi. Ôi, ốc cả anh đồ giống nhau luôn này. Có một cái giáp lưới với cả một gậy quá khổ. Vấn đề đấy hả em? Mừng cho em. Hai cái này ghép đâu có được gì đâu. Mua được cái sơ cân hết. Điều. Quả đấy mà gặp Hoàng Virus, Hoàng Virus đóng con mẹ cái rồi đấy nha. Đóng cái Solari rồi đấy nha, đừng có đùa. Cảm ơn các bạn đã khen ạ, cảm ơn các bạn. Solari là gậy quá khổ với cái gì nhỉ? À với cái giáp lưới luôn á. Có thân dân mà tôi lại đứng top đầu à? Tên này hơi buồn. Tên này hơi hơi la khê một tí nhỉ. Không được lấy cái gì các bạn ạ. Có bùa đỏ rồi, có cùng lắm có bùa đỏ với John Gray. Bùa đỏ là ngon rồi, đừng có đòi hỏi. Nhóc ác này. Rất ghét mấy thằng lìn không biết điều nhá. À. Em có rất nhiều thứ không biết thì em biết điều nhá. Cái gì cũng biết, chứ biết điều thì mẹ láo mãi lìn. Cho bé Gray này lên trước này. Ôi giời, thêm cả bé hiệp sĩ này, nên cho vào thì dốc đồ hiệp sĩ này. Anh tin dốc đồ nghe có vẻ được ý nhỉ? Tôi phải xếp tiền. Trời ơi, các ông ơi, tôi phải xếp tiền. Wow. Ồ. Mình cầm Yuso. Sao mà anh không đánh 2 đòn nhỉ? À đây rồi. Mãi cả lại nó né được kìa. Cái gì đây? Xì nghĩ quá, xì nghĩ quá. Gần 3 thôi mà, tôi bỏ qua con Kassadin tôi chết rồi. Thôi lấy đi. Thôi xong rồi. Hay quá còn được một cái. Thôi, quê. 3 phù thủy. Quê. Quê gư rè, quê gư rè. Về hai bên không có tiền. Có team cung thủ ngon nhưng mà up không lên được cái này. Mẹ cái kim team cung team cung thủ chính là team mẹ cu thủng đấy anh đánh. Nói chung là cũng hơi căng. Hăng cơi à. Kéo động cái con này. Tiền bây giờ phải xếp tiền rồi. Hoang dã phù thủy. Lên 2 rồi đấy nhưng mà không dùng các bạn. Đi. Lại đánh team mẹ. Người lùn à. Người lùn à, không nghe có vẻ không thiện lành lắm. 3 phù thủy chưa nên vứt 3 phù thủy, cứ từ 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 em đây. Ui ôi thì mấy ông tanh thôi không có đam thì mấy nghệ sĩ hài nhân dân Mr. Bean này đã lên level 5 rồi nhanh thế. Em đã lên được level 5 đâu, không thằng Mr. Bean kìa. Ui, con Lulu này cũng lên level 5 rồi đây này. Xoay đi, xoay đi. Được. Đó. Một đồng các bạn. Này. Tôi đang bắt người lùn các bạn ạ. Một đồng không tôi... được đâu, con ven. Tôi đang bắt người lùn. Thôi, bỏ qua đề. Quý sơ tộc cắn móng sơ chân này. Bớt tiền đi, 1, 2.
Thôi, không cãi nhau nào, không cãi nhau nào. Ôi, cãi nhau quá. Cái đệt mẹ, em có 3 cái nước mắt này. Tốt quá rồi còn gì. Quá hay. Trước. 3 cái Sojin ta ước còn chả được. Mừng em cho Hiệp nước mắt không được. Thật, này. Bây giờ sẵn sàng nước ta đổi này. Đổi nước mắt cho mày ngay lập tức. Điều rồi muốn khóc mà không khóc nổi. Mắt này thì ép cái gì bây giờ? Mắt này ơi dạ. Xin đừng đi nhé Min. Dù cho ngày tháng có qua đi. Giờ... Sao Kasadin lại cầm Uso? Vì nó khỏe. Chơi game à? Đây rồi, sở tu nó lại, sở tu nó lại. Ôi, thôi rồi, bĩnh rồi. Thì An bật quy lên. Ui, dầu xuống ruột đi. Đủ hóa hình chưa? Để một cái team băng đi nhỉ? Cho một con nào để có cái team băng đi nhỉ? Cửa nước mắt rồi mà. Ô, bây giờ lại còn ra cái kiểu này nữa, lừa à? Tôi lừa thì chơi. Cờ nó lừa mình thì mình phải theo nó thôi. Mình chắc đổ hay là team ấy đây. Khó, à, khó nghĩ rồi. Thôi theo nó đi em ơi, theo đi. Mình theo họ đi. Xin chào bạn Bánh Thị Lọt nha, hello anh em. Giáp này. Ui, ole đồ một đôi cái giờ kinh nha em ơi. Dạ em để nó cầm hộ ấy mà, tí em bán. Xoay khổng lồ hóa, đeo kịp rồi. Bây giờ con mua được cái sơ này, cứ như này con Kasadi là không chơi luôn. Rồi ôi. Kinh đây. Mình đi chợ rồi các bạn ơi. Mình đến giờ mình đi chợ đầu tiên rồi. Mình phải kiểm bắt cái kiếm đi ép ngay vào luôn kìa. Này kiểu gì anh An cũng giả vờ kiểu đi xuống một phát này. Xuống cái gì? Để đi chợ á. Không, anh thì bây giờ đúng thật luôn đi. Chợ chiều cái gì thì cũng thế. Anh với mày khác gì nhau đâu. Hợp lý. Mình có thể đánh team chóc đồ nên mình bắt con này trước đi. Rồi. Lại sẽ cho Aladdin cho kẹp thêm băng giả. Ôi gặp gặp bố trẻ này. Con này tanh mạnh hơn này. Con này tanh bao nhiêu máu? Cả dây tanh à quên mẹ buồn một cái sơ tanh hết. Thiên chiều. Rồi. Đéo được xuống à được rồi. Ít ra không. Đéo ổn đấy. Ít ra không phải là mẹ châu châu đục uống nước chậm anh em ạ. Uầy. Trận này ngon á, trận này ngon á. Xẹt sủng. Xẹt sủng đầy đường ạ, à. Cay thật. Raven tốt hơn nhỉ các bạn nhỉ? Nếu mà có con Gray này mình còn nhức mắt cho Gray thì phí lắm mà. Đồ này em sao tôi xoay em sát thủ kịp? Tôi còn gì có sát thủ đâu mà tôi xoay. Đùa. Hơi nhiều máu một tí mà thôi cũng được. Nóng kiểu mong rồi. Chờ mong à em. Đúng là chợ chiều anh. Đéo vui.
thế nhè. Đợt này khoản cho được nhất khoảng một ơn nữa. Rồi, Garen phong thần kiếm. Ok. Uầy, mẹ ông Ole ông vứt đồ cục thế. An lại, an lại. Con này khỏe này. An lại. Ui rồi. Nhiều con này. Mega mà lên level 2, à lên level 3 ấy anh, làm một phát auto một ulti là chết một con ạ. Không, con nào yếu sao hơn nó thôi. Cùng cấp 3 là không ném chết được ngay đâu. Ngan lại còn chuẩn bị Garen 3 rồi. Nó giận mà. Kiếm đâu được con nữa nhỉ. Em ơi, em ơi, lại khen rồi, lại khen rồi cái. Đó là lý do đấy em. Upsi. 1 2 3 4 5 6. Hóa hình à? Một cú hóa hình à? Ủa sao? À đây, may quá, có con kênh lên. Ủa sao? Kinh thế này, sao thua? Đánh hụt hoài à, sao thua? Sao còn lu lủng như này, kinh thế. Nhiều tốc độ đánh quá. Chó kìa. Hé nó cái gì này? Vứt con này dồ này. Thế rồi sao con này dồ này. Garen 1 à? Anh An anh cầm hết Garen rồi ấy. Hư không đâu sĩ. 3 tơn 6 một con Garen duy nhất. Chích 3 kìa. Ôi. Đỡ. Thôi xong. Con này ngơ này. Con mình bị ngơ này. Rồi rồi rồi, hợp lý. Quá hợp lý. Ây cha. Cái nữa nào. Nước mắt nào. Cho con chít ra nè. Ai giả giả. Này thì sẽ được 4 xạ thủ. Thế là giờ bài toàn mẫu giáo thôi. Ném được cái vẹo gì? Hai giọt đồ. Ui, thằng kia có kêu rồi kìa. Thì bây giờ kiếm đâu được con Kennen. Mr. Bean TV kìa. Nhân phẩm lên tiếng. Ôi sao đánh toàn hụt vậy? Con này thì phế rồi đấy. Hứ. Đâu chưa rồi. Ôi. Hít nữa là chết con này mà đéo chết này, đèn thế. Cho con chít cầm à. Má thế này thì hack được tiền này. Warwick level 3, Chitana level 3, một round. Kinh thật. Chơi nhỉ. Gặp luôn nè, má đéo tin được.
tầm này. Anh An tầm này không ra được con Garen đâu. Upsi. Bắn. Ờ. Tôi nghĩ là cho Gray cái này. Ôi 19 máu. À chị Sana cái đấy nhỉ. Siêu luôn. Tristana hay con này? Anh em. Con Chiss hay là con Gray? Hay con Chiss nhỉ? Giang giang vậy. Đó, thế chứ ít ra mày có cái nhớt chứ. Tao gánh ra đằng sau một tí vậy. Giờ xem một cách. Gray 3, Chiss 3. Ở đằng sau. Gì đâu em ơi. Ôi, con Gray của anh chết mẹ luôn kìa. Thôi bỏ rồi, em có ma, em có ma. Em nhà có ma. Nhà có ma. Tôi đang thinh kinh, tôi đang thinh kinh. Ôi, có điểm noble luôn kìa. Mày quá coi noble, bảo sao từ nãy giờ thấy mắt nó cứ chạy nhảy lung tung ạ. Huyết kiếm à. Hôm nay em mới follow Insta của chị yêu anh không? Vãi. Chị nào yêu anh em? Cũng được cái này, cũng được cái này. Cái gì? Mày vãi cả lên cái này ma vũ kìa. Tôi lại. Các anh nghĩ lại cho tôi đứng đầu. Đang cái nền của mình đang như thiếu đồ ạ, cay thật. Phải lấy sông mê. Mê đất. Ôi ốc ơi, không được đâu em ơi, anh đã mất cái ma vũ, mất thêm cả. Không có là không được đâu. Em lấy cái gì? Em lấy con này vì nó nhiều tiền. Chán mở lờ. Kêu này, để mẹ ra những cái kẻo mà nó vớ va vớ vẩn, không chơi con này được. Kiếm được con xe du ăn lợn thì hay. Hay quá. Con này lên được cấp là ngon rồi. Không có con nào carry. Hiểu vậy. Đúng đồ rồi, đem phát cho con nào. Ôi. Hải kinh vãi nổi. Đủ nó bồ rồi. Đây là team pháp sư luôn à? Đâu, team nguyên tố luôn à? Team nguyên tố pháp sư luôn à? Từ vừa rồi. Vừa rồi anh Châu anh nhặt con kêu mà tại sao thằng này lại có con kêu? Thì nó roll ra. Thằng này roll từ lâu rồi. Brand đồ cho đồ brand mạnh mà. Bây giờ brand đang được đánh giá là có thể thay. Có thể thay được cả con rồng, đánh con rồng thì chính xác cũng không hay bằng Brand. Vui rồi, tôi chắc mình đi được không nhỉ? Chắc không đi được. Thế dư ra con này mới nó vô duyên mà lố lăng thật chứ. Đủ má. Bỏ mẹ con này đi. Đây rồi. Đấy, cầm con này hai nó cũng ít nhất thì nó cũng cảm thấy nó chắc chắn. Úi giời. Đồ nguyên tố đó. Đọc gì nào. Bỏ con Raven đi. Không nghĩ đến con Raven rồi. Không nghĩ đến nó nữa. Càng phết anh em ạ. Cảm ơn Nguyễn Hoàng Danh đã tặng sao nhé. Tờ vâng em mới cắt tóc ạ. Thưa anh Đoàn Xuân Lộc em mới cắt tóc ạ. Lại ra nè.
Tôi bắt đầu thấy cái con Garen của tôi nó lạc quẻ rồi đấy nha. Để mà... con này để mà chẳng tác dụng gì. Giờ lại mất đoàn Raven này. 3 giọt đồ. Up cấp lấy 4 giọt đồ. Ui trời ơi. Ui. Ôi trời ơi, hôm nay tôi buồn. Thật là khắc nghiệt. Ba phù thủy. Ui. Con Garen. Cái này ra đồ gì? Nó sét. Cảm ơn bạn Nguyễn Xuân Hun nha, thank you bạn đã khen. Tìm được đồ cho băng tộc con Garen thì ngon, đúng rồi tôi đang cố đây. Cùi lắm anh, có 200 đam mà, cùi lắm. Băng tộc à? Băng tộc thì phải có đai lưng. Kịp xếp team. Băng tộc thì phải có đai lưng. Team mày được à, team mày được à. Để chỗ này được à. Đây, chỗ này đẹp. Quá, sao ông nào cũng ít máu đấy. Game nó cân bằng hay sao? Mẹ thật sự cho quả rồng rồi. Lấy pai ngay từ đầu rồi. Biết đã giàu em ơi, biết đã giàu em ơi. Có định tanh luôn á. Không có nhu cầu mua đỏ à. Chả mình ôm đồng tiền mình chết à. 34 nốt round này tôi lên cấp. Ui khỏe thế. Ôi. Toàn chưa? Như vậy chứ. Ui một máu kìa. Chết tôi ác quá. Kinh nhé. Lu hất liên tục thế sao người ta chơi? Sojin, đấy là một Sojin đấy nha, địt mà. Còn bắn mít nữa. Không vui rồi. Mày gạ tình anh đấy à? Mày lấy chân mày gầy gầy mày gạ tình anh đấy à? Rabbity. Lên vứt con na vào. 40 tiền. Một cú đi chợ chiều. Lấy rồng thấy Cassadin à? Không 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 hay đâu bạn ơi, rồng mà không có đồ nó không có tác dụng đâu. Để Cassadin đi thì còn quệt chứ còn nó còn có tác dụng hơn. Vứt Cassadin lên đầu đi nó còn quệt nó còn burn mana được. Đấy, ví dụ như này Cassidy đánh con nào nào? Này, 6 nó à? Thấy không? Cassidy đánh vào cho gas đây này. Thấy không? Nó có lên được mana đâu. Gì nó cũng có cái tác dụng của nó. Thấy chưa? Nhà ông Châu này ông ấy cầm cái ma vũ. Ông Châu này cầm cái ma vũ thì nó không bị tôi counter. Nói chung là tôi khắc chế được cái team nhà ông Châu. Tôi bắt cái gì tôi quên con mẹ nó mất rồi này anh em này. Có đồ gì ở nhà? Thôi xong. Không có một cái gì cả. Đây rồi, tôi biết là mình phải bắt cái gì rồi. Tôi chả có cái gì cả. Thì bắt cái thìa cái kia về lắp bừa. Tôi lấy tặng con này đi. Anh vừa bỏ con Lucian à? Cái đạch mà. Cho nó đủ đồ đi. Cái gì đây, cái gì mà địt mỡ địt chát thế? Người anh em ô lên muốn cái gì anh nhường nào? Còn em định bắt cái gì ạ, Ole? Yasuo này. Ủa?
Hay quá lại thừa. Ôi chết rồi. Ôi được 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 biết rồi, đi mày ăn quả được. Hay quá, quả choáng hay quá. Cái team này dướn. Team của em bị dướn con nhiều con một tiền quá nên là con Vega của anh được ném phê quá. Quên mất mẹ không nhìn vào hiệp ăn cức xem hiệp ăn cức xếp đồ nào. Chó hiệp về rên. Nghỉ giờ à? Nghỉ giờ à? Ok, bye bye mọi người nhá. Bye bye mọi người. Chơi cờ nhiều là bị